Chúng ta hãy tìm hiểu về danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi tin rằng Quán Thế Âm Bồ Tát rất quen thuộc đối với tất cả quý vị, bởi Ngài là một vị Bồ Tát đại từ đại bi và rất có nhân duyên với chúng sinh chúng ta. Quán là năng quán chi trí, trí huệ năng quán, trí huệ dùng để quán xét. Thế âm là cảnh giới sở quán, các âm thanh của thế gian chính là cảnh giới được quán xét. Bất luận âm thanh nào của thế gian, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng đều nghe biết cả. Ngài biết rõ từng âm thanh một của mỗi chúng sinh. Vì sao? Vì Ngài không ngừng quán sát các âm thanh đó. Suốt ngày, Ngài hết xem xét nơi này lại xem xét nơi khác, tìm xem có âm thanh gì hay không. Âm thanh vốn phải lắng nghe mới phải, vì sao ở đây lại nói là xem? Âm thanh mà có thể xem, có thể thấy được ư? Chúng ta thì không thể, song Quán Thế Âm Bồ Tát thì có thể thấy được âm thanh. Ngài nhìn thấy âm thanh như thể chúng được ghi nhận trên màn radar, và mỗi chúng sanh được ký hiệu bằng một ánh chớp nhỏ trên màn ảnh radar. Ngài có thể theo dõi từng âm thanh của quý vị, đó là một cách giải thích. Lại có thể giải thích rằng Quán Thế Âm Bồ Tát có khả năng nghe bằng mắt và thấy bằng tai. Mặc dầu chúng ta nói là Ngài quán sát các âm thanh của thế gian, Ngài cũng có thể nghe bằng mắt được. Ngài không chỉ dùng mắt để nhìn mà còn có thể dùng mắt để nghe nữa. Vì sao ư? Bởi vì Ngài có thần thông lục căn hỗ dụng. Những người tu hành theo kinh Pháp Hoa đạt được cảnh giới Pháp Hoa Tam Muội hoặc lục căn thanh tịnh đều có được khả năng lục căn hỗ dụng, huống hồ là Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên tai của Quán Thế Âm Bồ Tát có thể nói chuyện, có thể ăn uống, mắt của Ngài có thể nghe và cũng có thể suy nghĩ được nữa. Đó là cảnh giới lục căn hỗ dụng mà Quán Thế Âm Bồ Tát đã chứng được từ lâu xa về trước, và nhờ vậy Ngài có thể quán xét âm thanh của thế gian. Có lẽ có người thắc mắc tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát lại đa sự, muốn ôm đồm nhiều việc quá vậy, từ sáng đến tối nhọc lòng quán xét âm. Quán Thế Âm Bồ Tát làm như thế là vì Ngài không thể bỏ mặc chúng sanh, quý vị, tôi và bao người khác nữa. Ngài xem tất cả chúng sanh như con vậy. Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng khác nào một người mẹ luôn quan tâm đến con cái, luôn để ý xem đứa này có khóc không, đứa kia có đói không, đứa nọ có lạnh không, suốt ngày ngày bận rộn trông nom chúng sanh chúng ta. Có người thắc mắc, như thế thì Ngài giống như babysitter sao? Đúng, cũng gần như là vậy. Có điều là Ngài không được trả lương, đó là điều thiệt thòi nhất cho Quán Thế Âm Bồ Tát. Chính vì không thể bỏ mặc chúng sanh, nên Ngài muốn quán xét các âm thanh của thế gian, để xem có chúng sanh nào đang chịu đau khổ, thì Ngài giải trừ sự thống khổ cho chúng sanh đó, hoặc có loài chúng sanh nào gặp nạn, thì Ngài giải trừ tai nạn cho loài chúng sanh đó. Quán Thế Âm Bồ Tát tầm thanh cứu khổ, Ngài lắng nghe tiếng kêu của chúng sanh mà đến cứu họ thoát khỏi khổ nạn. Nếu quý vị đang chịu khổ sở, thì chỉ cần niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tất quý vị sẽ được gặp rủi hóa may, và mọi sự được thuận lợi đúng như ý quý vị mong muốn. Đa số người đời không biết đến diệu pháp này, cho nên khi gặp chuyện nguy hiểm bất chắc, họ không biết niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu lúc gặp hiểm nguy mà quý vị có thể nhớ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị sẽ được bình yên vô sự. Nếu quý vị ở trong đám cháy, lửa sẽ không thiêu đốt quý vị. Nếu quý vị té xuống chỗ nước sâu, nước không nhận chìm quý vị. Nếu quý vị không biết bơi, quý vị sẽ thấy mình tự nhiên được tấp vào chỗ cạn. Đó là do sức cảm ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc nguy cấp, chỉ cần quý vị có thể niệm danh hiệu của Ngài, chắc chắn sẽ được sự cảm ứng và được cứu thoát. Tuy nhiên, quý vị cần phải thật sự có lòng tin, không thể lưỡng lự, bán tin, bán nghi được. Giả sử quý vị bị ở trong đám cháy và vừa niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát, vừa hoài nghi, có thật là Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ đến cứu mình không? Không có đâu, làm gì có chuyện mầu nhiệm linh thiêng như thế được. Vì một niệm nghi ngờ đó, Ngài không thể đến giải nguy cho quý vị được. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị không tin, không có tín tâm đối với Ngài. Quý vị cần phải một lòng một dạ thiết tha tin tưởng mình niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài chắc chắn sẽ đến cứu mình. Hoặc nếu sắp bị cọp dữ vồ bắt
ăn thịt, quý vị liền nhắm nghiền hai mắt và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bỗng nhiên cọp sẽ không thể hạ miệng ra được nữa, đó chính là nhờ thần lực của Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Bồ Tát là giác hữu tình, kẻ đi giác ngộ chúng hữu tình, giúp họ trở nên giác ngộ. Các ngài cũng là hữu tình giác, những chúng hữu tình đã giác ngộ. Bồ Tát cũng còn được gọi là đại đạo tâm chúng sanh, khai sĩ hoặc hữu thượng sĩ.